anh chị nha, em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Và hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường nhựa mình thông ra quốc lộ 55 anh chị á, và cũng như là cái đường đằng sau lưng em nè, là cái đường đi nối dài nối tiếp với cái đường đi biển anh chị. Đây em sẽ quay cận cảnh cho anh chị mình xem ha. Em sẽ giới thiệu một lô đất mà chủ nó thật sự là ngộp quá ngộp rồi anh chị, bán giảm hơn 1 tỷ đồng rồi anh chị. À, bây giờ em sẽ giới thiệu chị lô đất này. Rồi trước mặt của chú chị đây là mặt tiền đường nhựa rộng khoảng là 6m anh chị, và cái hướng trước mặt cô chú chị đây là mình đi đường nối tiếp ra đường Trần Vĩnh Lộc, là từ đây mà ra tới đường Trần Vĩnh Lộc đó khoảng là 100m thôi anh chị. Ra tới đường Trần Vĩnh Lộc đó là cái đường Trần Vĩnh Lộc đó là đi xuống biển anh chị. Đây, thí dụ ra đường Trần Vĩnh Lộc đó mình rẽ bên tay phải này là mình sẽ ra lại quốc lộ 5, và mình rẽ xuống dưới này là mình đi theo con đường đó là mình sẽ đi nối tiếp với lại đường ven biển anh chị. Nó theo kiểu song song với quốc lộ 5 nè, nó song song. Và từ cái vị trí em đây mà xuống biển Bình Châu và cũng như Novaland thì khoảng đâu đó gần 1 cây số thôi, rất là gần. Đây dân cư ở đây thì khá là đông, và nước máy điện đài có sẵn hết ha. Và cái hướng sau lưng của cô chú mình đây là cái đường đi ra quốc lộ 55 anh chị. Từ đây mà ra quốc lộ 5 thì khoảng là 100m thôi. Và quốc lộ 5 đó mình rẽ bên tay phải nè, mình sẽ đi Bình Thuận ha. Mình đi Bình Thuận và Tân Thắng Lắng Hải đó. Và mình rẽ bên tay trái mình đi ra lại trung tâm xã Bình Châu, cũng như là đi được thị trấn Phước Bửu và thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, đi thành phố Hồ Chí Minh cũng được luôn. Chỗ đó là về, nói chung là về trung tâm rồi ha. Và đây em đi sẽ giới thiệu anh chị, cô chú anh chị một cái lô đất đây. Nói chung là ngợp quá ngợp rồi. Từ 4 tỷ 6 mà bây giờ bán chỉ còn có 3 tỷ thôi, giảm hết 1 tỷ 6 đồng. Về nói chung là về cái giá trị thật của anh chị. Đây, cái lô đất của em Điền muốn giới thiệu anh chị là mặt tiền từ từ sát cái nhà này ha, từ sát cái nhà này qua tới bên này. Đó, có cái trụ đó anh chị thì là 14m3 anh chị, và sâu một bên là 46 và một bên là bên này sâu 41 nè anh chị, và cạnh bên kia là sâu 46. Và đất mình thì hiện tại là đang quy hoạch đất ở đô thị, mình lên đất thổ cư nha anh chị. Và mặt hậu của mình thì chỉ còn có là 13m thôi, thì cái đó là mình bị tấp hậu một chút xíu, nhưng mà không sao, đất mình vẫn là vuông bức anh chị, vẫn nhìn vuông, không có chênh lệch bao nhiêu. Thì đất mình đã rào lại kiên cố rồi, rào gạch kiên cố rồi ha. Mình bây giờ mình chỉ lên thêm rào thôi. Ví dụ anh chị mình muốn là đổ thêm đất nữa, sang lớp cao lên tí nữa là ok. Thì tính ra cái giá mặt tiền hậu của mình á là 13m đó anh chị. Là khoảng đâu đó là 230 triệu một mét thôi. Trời. Mặt tiền đường nhựa nằm ở cái khu vực du lịch biển này mà có 230 triệu một mét. Thì đâu đó là thực sự là quá rẻ rồi. Tính ra mà đi so với tất cả các xã lân cận thì mặt tiền đường nhựa này khoảng gần 300 triệu một mét rồi. Cũng như giống như là xã Phước Tân anh chị, mặt tiền đường nhựa này nè, mà đi ra trục chính thì khoảng 300 mấy rồi, 300-350 rồi. Mà ở xã Bình Châu này chỉ có 230 thôi. Từ đây mà ra cái chỗ mà xuống nước nóng Bình Châu thì khoảng đâu đó 2 cây số anh chị. Đấy, đi hướng này nè, mình đi quốc lộ 5 mình đi ra xuống nước nóng Bình Châu nè. Dân cư ở đây thì khá là đông đúc, đất không dính quy hoạch mà đường nhựa rộng này, mà chưa kể vỉa hè nữa, là có mỗi bên trừa ra 1m 2m vỉa hè nữa là đã khá rộng này. Giống bên mình là trừa ra 2m đó ha, bên này trừa ra 1m này, chị thấy nè, đường xá rộng rãi, dân cư đông, không còn gì nữa, không còn gì để nói, mà ra chợ đò trường học rất là gần, khoảng 2 cây số thôi. Mình đi hướng này cũng được và mình đi hướng sau lưng cũng được. Đường rất là thông thường anh chị ha. Rồi từ thành phố Hồ Chí Minh về đây thì khoảng đâu đó là 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi cao tốc anh chị. Xuống đây rất là gần. Mà anh chị thí dụ mua anh chị làm nghỉ dưỡng ở đây, mình cuối tuần mình về hoặc là
mà là cuối ngày mình về gì đó, mình về, nói chung về rất là gần, mình về đây mình nghỉ dưỡng rồi mình đi tắm biển ăn hải sản ha. Rồi trước mặt màn hình cô chú anh chị mình đây là em đang ở vị trí đất của mình anh chị. Thì đất của mình em nói lại một lần nữa, diện tích của nó là 14m3 và sâu một bên 46 và một bên 41m và hậu chỉ còn 13m thôi. Và tổng diện tích của nó là 588,5m2 anh chị. Đất thổ cư, đất phụ hồng, đất quy hoạch, đất ở thị trấn ha. Đúng rồi, quy hoạch đô thị. Mình lên được thổ cư anh chị ha. Và cái hướng này nè, anh chị có thể thấy nè, mình đi ra quốc lộ 55 chỉ có 100m thôi anh chị. 100m đi ra tới quốc lộ 55 và quốc lộ 55 này. Mình đi đường này là mình đi Bình Thuận nè, và mình đi đường này mình ra lại trung tâm xã Bình Châu cũng như là đi thị trấn Phước Bửu và đi thành phố Vũng Tàu anh chị, thành phố Hồ Chí Minh nè, đi đường này ha. Và cái đường này anh chị, cái đường ngược lại này, mình đang đi nối tiếp lại cái đường gọi là cái đường đường này là đường được Trần Vĩnh Lộc ha anh chị. Nè anh chị thấy nè, đường Trần Vĩnh Lộc cái đường này nè. À đó là cái đường đi ra đường ven biển anh chị ha. Đây. Đi ra đường ven biển rất là gần nè. Anh chị thấy nè, đường Vĩnh Lộc này sẽ nối ra cái đường ven biển này. Và Novaland Bình Châu là nằm đây ha. Và tất cả resort, nhà hàng, chợ Bình Châu nằm tất cả đây. Thì từ đây ra rất là gần, chưa tới một cây số đâu anh chị. Gần lắm. Và ra biển này cũng gần nữa nè. Này, mấy cái khu du lịch này anh chị thấy này, có thể thấy nè. Và cái suối nước nóng Bình Châu. Rồi, anh chị nào mà quan tâm bất động sản này thì liên hệ em đi sẽ dẫn anh chị mình đi xem thực tế ha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.